sẽ chia sẻ cho các bạn một ít kinh nghiệm khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại. Mình đến Nhật từ tháng 1 năm 2015 và có gọi điện đi xin việc qua một chỗ nơi, nhưng có một số nơi đã từ chối và một số nơi đã đồng ý cho mình làm. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm về cách phỏng vấn qua điện thoại như thế nào. Có hai điều quan trọng mà các bạn phải lưu ý khi trả lời điện thoại, đó là thứ nhất, phải biết làm thế nào để giới thiệu về bản thân mình, tức là Zikosukai. Các bạn phải biết được điều đó, giới thiệu về mình đến từ đâu, mình làm gì, học gì và đang ở trường nào. Linda Nesu. Có một ví dụ nữa, khi trả lời điện thoại, đó là các bạn không tự tin mà các bạn rất là run, cảm thấy không tự tin vào bản thân mình, và có thể như thế này. 株式会社の日本語の森シンシンです。はい、おはようございます。はい。はい。はい。何ですか？私はリンダトと申します。ベトナムから来ました。はい。はい。なんで電話したんですか？はい、すみません、なんですか。まあいいです、もうまた電話してください。はい、今忙しい。Và sau đây là một ví dụ về Zico Sokai khi các bạn trả lời phỏng vấn qua điện thoại. Đây là một ví dụ nữa, các bạn có thể tham khảo một chút nữa nhé. Và bây giờ mình sẽ tự giới thiệu về bản thân mình, hy vọng các bạn sẽ tham khảo được một chút từ cái video clip này. はい、株式会社日本語の森のシンシンです。あ、はい、私はリンダと申します。アルバイトをしがしています。ベトナムから来ました。今は早稲田外国語の留学生です。どうぞよろしくお願いします。ああ、日本語上手ですね。あ、はい、ありがとうございます。được hai, được hai. Là một điều rất là quan trọng. Mình nghĩ nó là quan trọng nhất trong trả lời khi các bạn trả lời phỏng vấn. Đó là các bạn phải tự tin. Tức là phải自信. Rất là 自信. 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 Confidence. Confidence. 自信. Hi. Các bạn phải thật là tự tin khi trả lời phỏng vấn, thì khi công ty gọi điện phỏng vấn các bạn thì các bạn tự tin trả lời, các bạn mới được chấp nhận và thành công. Mình nghĩ là như vậy. Và bây giờ mình sẽ tự giới thiệu về bản thân mình bằng tiếng Nhật. Hy vọng các bạn sẽ học hỏi tham khảo được một chút từ mình. Hi, 日本語の森です。はい、もしもし。はい。はい、すみません。私はリンダと申します。ベトナムから来ました。はいはいはい。はい、なんで電話しましたか？すみません、なんですか？すみません、もう一度お願いします。日本語は勉強して来てください。はい、忙しいのでまた後で電話してください。はい、終わりです。はいはい。はい、すみません。はい。はい、株式会社日本語の森のシンシンです。はい、おはようございます。あ、おはようございます。はい、私はリンダと申します。アルバイトをしがしています。ベトナムから来ました。今早稲田外国語の留学生です。はい、すいません。ああ、はい、アルバイトの応募で連絡したんですね。はい、そうです。どこに住んでます？あ、今新大久保に住んでいます。ああ、国はどこですか？お国。はい、私はベトナムから来ました。なるほど、はい、で、どのぐらい仕事できますか？1週間に何回とか。あ、はい、今私のビザは来年の4月までから、うん、お勉強は午前だけ、9時から12時半までだから、午後から3時から大丈夫です。おお、わー、素晴らしいですね。自信がありますね。ありがとうございます。いいですね。じゃあ次面接を明日の5時に来れます？はい、大丈夫です。ありがとうございます。イエーイ。